3試合我々にはありますし、その結果によっては準備が進まなければいけないと思います。少しインターバルがある、そしてまた3月の戦いになりますので、まあ、自分自身選手たちの発掘という意味ではいい時間だと思いますし、また新しい、まあ、戦力となりうる選手たちを発掘していくということも十分時間がある中でできることだと思いますし、まあ、取り上げられたわけではないので3試合平等にあるので、それに向けて1試合1試合、まあ勝ち続けないと可能性はないので、3連勝を目指してこのインターバルを有効に使いたい。Quang Hải, Quang Hưng, Quang Chiến, vẫn còn cánh phải là Trọng Hoàng. Bóng vẫn trong cuộc, tiếp tục là pha trả bóng của Quang Hải. Thực ra thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì về cái quyết định của trọng tài cả. Trên cái trường hợp của bạn Dũng và việc theo bạn ghi bàn thì tôi đã xem lại video. Thực ra cái tình huống đó cũng là cái tình huống khó nói. Theo quan điểm cá nhân của tôi, đó có vẻ là có vẻ thôi, nó không phải là một cái tình huống mà đã đúng xử lý đúng, chúng ta đã bắt đúng, tôi nghĩ là cần rất là khó để có thể đưa ra những nhận xét chính đáng. Tôi cũng không có những nhận xét gì về cái việc trọng tài bắt trận ngày hôm nay. Đối với lại chuyên môn bóng đá mà, thì thực ra nó bóng đá nó là một cái môn mà luôn luôn nó có cái tính phi hợp lý, và chúng ta cũng biết là chẳng có một cái trận đấu nào mà chúng ta có thể gọi là hoàn thiện được đâu. Thế chúng ta chỉ có cái cách là chúng ta sẽ đẩy mạnh cái việc tăng cường cái tập luyện để làm thế nào để giỏi, để giảm thiểu các tối đa các cái sai sót. Thì tháng 3, tháng 5 á, thì chúng ta mới có cái trận đấu tiếp theo trong đội tuyển quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là từ giờ đến sang năm thì chúng tôi cũng có cái thời gian để chúng tôi điều chỉnh, chúng tôi đánh giá lại các vị trí và bổ sung để làm thế nào cho hoàn thiện. Còn tạm thời rồi thời điểm hiện nay thì tôi cũng chưa có ý kiến gì cả. Chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì tôi sẽ làm cái cách này. Thank you. Hôm nay mình được bài anh. Chờ phim này.